hay để chúng ta có thể một bữa ngày nào đó chúng ta làm cái chủ đề này. Thì trước tiên thì tôi quan xin đọc sơ qua cho mọi người cùng nghe, tức là liên quan tới những tờ báo nha, tới những tờ báo, tức là đến giờ phút này thì cá nhân mình á, cá nhân thơ quan thì có thể xem là có vấn đề. Bên em nó sóng nó có vấn đề, nó hơi rè anh ạ, chắc em xuống trước nhé. Ừ, ok chưa, tức là có cá nhân thơ quan nhìn nhận là có vấn đề mọi người. Thì thơ quan xin chia sẻ cái bài viết của liên quan tới vị đại sứ Việt Nam của chúng ta ở bên Bắc Triều Tiên, đó là Lê Bá Vinh. Tức là thế này, trên trang cá nhân của mình, đại sứ Việt Nam tại Triều Tiên Lê Bá Vinh bức xúc chia sẻ: bên này tôi hàng ngày nỗ lực quảng bá về đất nước và con người Việt Nam, nỗ lực thúc đẩy tình hữu nghị Việt Nam Triều Tiên, viết thế này là phá công sức của tôi, ảnh hưởng đến quan hệ hai nước. Báo Triều Tiên rất trân trọng khi viết về Việt Nam và các lãnh tụ của Việt Nam. Triều Tiên là một nước còn nghèo về kinh tế nhưng hùng mạnh về khoa học công nghiệp, quân sự. Quan hệ giữa Việt Nam và Triều Tiên suốt năm qua đều tốt đẹp, giúp đỡ lẫn nhau cả bên ngoài lẫn bên trong. Bạn thiếu lương thực, ta ủng hộ lúa, nhà làm. Ta thiếu cái gì, bạn cho cái đó. Chuyên gia nước bạn sang, khi về nước được tặng đồ gia dụng, quà quê là cảm động cảm ơn rối rít. Họ mộc mạc, chân thật, tuy có còn khó khăn, nhưng họ đều là những con người cần mẫn, giỏi giang, thông minh. Và trong tương lai gần, khi Triều Tiên mở cửa rộng hơn nữa, Việt Nam sẽ trở thành những nhà đầu tư chiến lược vào nước bạn. Vậy cớ làm sao các báo trong nước toàn thích đăng tin bịa đặt cho Triều Tiên một cách không kiểm chứng, thường xuyên và có hệ thống? Báo thường không nói làm gì, còn đây toàn báo trực thuộc cơ quan nhà nước của chính phủ, thì mặt mũi nào đại sứ của mình tại Triều Tiên giải thích cho nước bạn nghe đây? Tức là liên quan thì trước lần trước đúng không, mọi người cũng biết rồi, cũng thơ quan cũng đăng, tức là họ cái tốt đó, họ đưa tên những vị lãnh đạo của đất nước Triều Tiên một cách rất là cộc lốc, như là cái chuyện gì họ bảo là họ chỉ đăng là vợ chồng Kim Jong Un, tức là vị lãnh tụ hiện tại của đất nước Triều Tiên đúng không. Còn đây thì nó liên quan tới là cái tờ báo VnExpress đăng cái tên như thế này: Triều Tiên bắn pháo hoa kỷ niệm ngày sinh Kim Jong Un. Thì cố lãnh đạo Kim Jong Un thì mọi người cũng biết rồi, như là cha đúng không, cha của vị lãnh tụ hiện tại là Kim Jong Un. Thì đúng ra đó, thì theo mình nghĩ thì mình cũng phải ghi cho rõ ràng là chức danh, hoặc là không ghi chức danh thì cũng phải ghi là chữ ngài đúng không, để thể hiện cái sự trân trọng và cái sự đối xử cho nó phải phép, đơn thuần đơn giản thôi. Như thơ quan nói, ví dụ như là thơ quan đi ra ngoài hàng xóm cũng vậy, nhà kế bên, ví dụ gặp người lớn nhà kế bên thì cũng phải chào bác chào ông đúng không ạ, hay là ông bác này ông kia, chứ mình đâu thể nó gọi cái tên húy của người ta được, thì rất là vô phép và đâu đó là cái sự mất dạy đúng không mọi người. Rõ ràng thì đã gây sự bức xúc rất lớn cho vị đại sứ của Việt Nam chúng ta ở bên đất nước Triều Tiên. Trong khi đó đó mọi người nhớ không, trước đây á, những cái tên như tội phạm, những đối tượng như Đoan Trang á, thì họ lại trang trọng họ đăng lên báo và tuyết là bà, mọi người nhớ không, đó là cái tờ báo pháp luật đó. Thì khi chúng ta hệ thống lại một vấn đề, chúng ta thấy là toàn liên quan những cái tờ báo trong khu vực phía Nam thôi. Đó, chính nghe vị đại sứ còn rất là bức xúc, họ ông cũng nói rồi. Ví dụ những cái báo thường thì cũng không nói làm gì, vì những báo gọi là báo chạ, báo ấy không nói, còn đằng này là toàn những cái tòa báo, những cơ quan báo gọi là của nhà nước, như VnExpress, Thanh Niên hay là Tuổi Trẻ vân vân, pháp luật. Thật sự cái vấn đề này giống như là mọi người biết, nếu mà ai mà có tìm hiểu, có nghiên cứu sâu, rõ ràng nếu mà bên đất nước Triều Tiên mà họ biết tiếng Việt mà họ thấy được việc này, thì chắc chắn
Tôi quan tin rằng chắc chắn thì vị đại sứ Việt Nam của chúng ta tại Triều Tiên có việc phải làm. Có việc phải làm. Còn vấn đề nếu mà mổ sâu vào cái vấn đề này á, thì chúng ta thấy nó rất nhiều vấn đề, nhưng mà thật ra là gì? Như Trung nói, tôi quan cũng đồng ý, chúng ta chỉ là những người dân thôi, có những chuyện thì cũng không thể đi sâu được, biết thì biết vậy, hiểu hiểu vậy đó. Nhưng mà để mang ra bộ sẽ để bàn thảo thì thực ra chúng ta không đủ thẩm quyền. Còn hỏi chúng ta có biết không, biết biết sao không biết, hiểu không hiểu chứ sao không hiểu, đúng rồi. Vấn đề rất là nhiều vấn đề, mà luôn luôn vấn đề đó là sau đó là có những dấu hỏi tại sao chưa có lời giải đáp. Hey, lực bất đồng tâm hả mọi người. Ok, bởi vậy cho nên mọi người cũng phải hiểu cho thơ quan nha. Mọi người cũng thơ quan cũng mong mọi người đã hiểu tại sao là thời gian gần đây thì thơ quan chỉ chuyên sâu vào vấn đề đi khịa khịa mấy ông ba que ba cẳng, hay là vui vui đi đi khịa mấy ông lương ông lũng thôi, chứ còn những cái đề tài khác thì mình không đủ tầm đâu, thơ quan không đủ tầm làm những cái đề tài khác đâu. Ok mọi người, thì hôm nay vui vẻ vậy thôi, ngắn gọn vậy thôi, thì sự quan xin phép tạm biệt mọi người ở đây và xin hẹn gặp lại mọi người vào cái buổi live lần sau. Vậy ha mọi người ha. À, chết rồi. Hồi nãy giờ lo nó bên này thì không xem được, tại vì cái điện thoại kia mới xem comment được của mọi người, không biết mọi người có phản hồi gì không. Để tôi quan xem lại trước khi xuống live, kiểm tra lại cái còn có sót gì không. Còn cái clip nãy thơ quan hứa với mọi người đó cũng không biết nữa, trong từ anh lo anh tìm clip thì quay lên thấy hai người kia rớt đâu mất tiêu rồi. Rồi nói chung không có gì hết. À, thì cái clip đó để thơ quan tìm lại thì thơ quan sẽ đăng lên, đăng lên tường cho mọi người cùng tham gia cảnh hai cô gái đi ăn trộm gà, nhìn cũng rất là tức cười, ăn trộm gà trên cái xe chở gà đó ở bên trời Âu trời Tây gì đó. Ok vậy ha mọi người ha, chúc mọi người ngủ ngon, bye bye, xin hẹn gặp lại mọi người vào cái buổi live lần sau ạ. À, chào tạm biệt ạ. À.